Năm 2022, lực lượng thanh tra Bộ Xây dựng sẽ tiến hành thanh tra trên diện rộng việc quản lý sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư. Đây là một trong những nội dung nằm trong kế hoạch thanh tra hoạt động quản lý, hoạt động đầu tư xây dựng tại một số dự án tại nhiều tỉnh thành. Theo đó, thanh tra Bộ Xây dựng sẽ thực hiện hướng dẫn thanh tra các sở xây dựng, thực hiện đánh giá tổng quát, báo cáo Bộ trưởng, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi cơ chế chính sách cần thiết cho phù hợp và sát thực tiễn. Bộ Xây dựng sẽ thực hiện thanh tra chuyên đề diện rộng với 11 tỉnh thành gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An về quản lý sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư trên địa bàn. Đồng thời thanh tra việc thực hiện quỹ đất để đầu tư phát triển nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị ở 11 tỉnh thành.